Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Đáng chú ý là thông tin về đỉnh lũ số 3 trên sông Trường Giang tiếp tục là thách thức đe dọa sự an toàn của đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trước khi vào nội dung chính, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính sau đây. Đỉnh lũ số 3, sông Trường Giang cận kề, đập Tam Hiệp căng mình ứng phó. Kinh hoàng đoạn mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp, NASA tiết lộ ảnh vệ tinh hiếm chụp khoảnh khắc đập Tam Hiệp xả lũ. Đập Tam Hiệp không cứu nổi Trung Quốc nếu đại hồng thủy tái hiện, giải pháp là gì? Theo thông tin từ các nhà chức trách Trung Quốc cho hay, đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang đã cận kề, đập Tam Hiệp và một số đê được dự báo sẽ phải căng mình ứng phó. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước đang dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng 8. Để tính ra thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử hay Trường Giang và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước đang dâng cao trong thời gian dài. Vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã nâng cảnh báo cáo lên cấp 2 ở khu vực tỉnh Giang chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 159,02m tính đến 9 giờ sáng ngày thứ 6, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800m3 mỗi giây, tăng 2.500m3 mỗi giây so với 18 giờ ngày thứ 5 tuần vừa qua. Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Hồ Bắc kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ mực nước trên sông Trường Giang cùng với 5 hồ và sông cỡ vừa trong tỉnh. Đỉnh lũ số 2 được hình thành vào một tuần trước đó, vừa đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối ngày thứ 5 vừa qua. Các chuyên gia giải thích rằng do đỉnh lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm nên việc xả nước ở hạ lưu diễn ra thuận lợi hơn, do đó không đạt cực đại ở Vũ Hán. Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người thiệt mạng hoặc mất tích và thiệt hại 116,05 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Mới đây, một đoạn video mô phỏng hậu quả thảm khốc khi đập Tam Hiệp vỡ gây ra trận lũ lụt kinh hoàng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của người dân Trung Quốc. Mới đây, tờ Taiwan News đăng tải một đoạn video gây tranh cãi có nguồn gốc từ trang tin tài chính Trung Quốc Caixin Langyan, một đoạn video đã mô phỏng tình huống sẽ xảy ra khi đập Tam Hiệp vỡ và gây ra trận lũ lụt kinh hoàng. Các thông số như tốc độ chảy của nước, chiều cao nước lũ và các địa điểm chịu thiệt hại cũng được ghi lại trong đoạn mô phỏng. Các tác giả của video nhấn mạnh rằng đây chỉ là mô phỏng dựa trên các ước tính và không phản ánh tình hình ngoài đời thật. Đập Tam Hiệp trong video cao 181m so với mực nước biển, dài 2,3 km, mực nước trong hồ chứa cao 175m với khả năng chứa 39,3 tỷ mét khối nước. Ở đoạn đầu mô phỏng, đập Tam Hiệp được giả định sẽ vỡ dưới áp lực nước khổng lồ. Ngay sau đó, một bức tường cao 100m được giải phóng với sức mạnh kinh hoàng. Vì hai bên sông Tương Tử đều bị chắn bởi núi cao, nước lũ không thể chảy lan qua các vùng khác. Vào thời điểm này, lũ lụt sẽ có tốc độ lớn hơn 100 km/h. Đập Tam Hiệp chỉ cách thành phố Nghi Xương ở hạ lưu chỉ tầm 50 km, do đó chỉ khoảng 30 phút sau khi vỡ, đập Cát Châu Bá cũng sẽ bị nước lũ vỡ, thành phố Nghi Xương sẽ không còn tồn tại. Mô phỏng cho thấy nước lũ cao 20m sẽ đổ bộ Nghi Xương với tốc độ 70 km/h và nhấn chìm thành phố này dưới 10m. Nốt sau khi tràn qua Nghi Xương, lũ sẽ tiếp tục đi xuôi dòng Dương Tử, nhấn chìm các thị trấn xung quanh với tốc độ ít nhất là 60 km/h. Độ cao của lũ giảm dần xuống còn 15-20m. Sau khi tấn công thành phố Nghi Đô, lũ thoát khỏi vùng thung lũng và tiến tới đồng bằng. Nước bắt đầu tràn ra xung quanh theo hình cánh quạt, ảnh hưởng tới hàng loạt khu vực xung quanh. Khi nước lũ tràn tới đồng bằng, độ cao giảm xuống khoảng 8m và tốc độ là 25 km/h. Tuy nhiên, dòng nước ở dòng chính sông Dương Tử vẫn duy trì vận tốc 35 km/h. Sau khi lũ đổ bộ tới thành phố Kinh Châu, một phần nước tách ra khỏi dòng chính và tiến thẳng về Vũ Hán chỉ trong vòng 5 giờ. Sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ tới thành phố Nhạc Dương cách đập 350 km về phía hạ lưu. Mô phỏng dự đoán Nhạc Dương sẽ chìm trong 5 mét nước. Tuy nhiên, hồ Động Đình ở ngay gần đó có thể đóng vai trò là một vùng đệm và làm giảm ảnh hưởng của lũ nếu đập không vỡ vào mùa mưa. Tiếp theo, nước lũ tiến về phía đông và tiếp cận thành phố Hồng Hồ cách đập 700 km. Theo dự đoán, thành phố Vũ Hán sẽ tiếp thiệt hại cực kỳ nặng nề. Mô phỏng cho rằng một số vùng ở nơi cao sẽ thoát khỏi nước lũ, nhưng đa phần các vùng khác dễ chìm trong 5 mét nước. NASA mới đây đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã xả lũ vào hồi tháng trước. Từ khi đợt gió mùa ở châu Á bắt đầu ngày đầu tháng trước, mưa lớn đã đổ bộ Trung Quốc, đẩy mực nước ở các hồ sông lên ngưỡng kỷ lục. Đặc biệt, lụt lội ở hạ lưu sông Dương Tử sẽ khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Sông Dương Tử là sông dài nhất của châu Á, trải dài 6.300 km xuyên suốt Trung Quốc cùng với hệ thống phụ lưu vào hồ. Hệ thống sông đã có nhiều thay đổi khi Trung Quốc xây dựng nhiều công trình nhằm khai thác thủy điện, trữ nước để sử dụng tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt. Hiện tại có hàng chục nghìn hồ chứa nước và vô số con đập ở dọc sông Dương Tử. Trong mùa hè năm nay, nước lũ đã được giữ lại bởi 2.297 hồ nước trong vùng, bao gồm hồ chứa sau đập Tam Hiệp.
Trong nỗ lực điều tiết dòng chảy của nước lũ, đơn vị vận hành đập có thể xả lũ thông qua cổng xả tràn. Hoạt động xả lũ này có thể được thấy qua những bức ảnh vệ tinh được NASA cung cấp. Các bức ảnh đã được xử lý màu sắc lại để nhìn rõ các dòng nước lũ hơn. Khi dòng chảy trôi xuống các cửa xả, dòng chảy sẽ có màu trắng ở trên ảnh. Các hình ảnh vệ tinh được chụp khi các con đập đối phó với đợt lũ lụt đầu tiên, đợt lũ lụt nghiêm trọng thứ hai của truyền thông Trung Quốc gọi là trận lũ số 2, tấn công khu vực vào tháng này. Theo tập đoàn Tam Hiệp, mực nước trong đập đã đạt tới mức kỷ lục 164,18m vào ngày Chủ nhật. Kỷ lục trước đây từng ghi nhận là 163,11m vào năm 2012. Đập này thiết kế để chứa trọng lượng nước với độ cao 175m. Trước khi Trung Quốc đón nhận trận mưa lớn kỷ lục nhiều năm liền vào tháng vừa qua, thì Bộ Thủy lợi của nước này đã tổ chức huấn luyện phòng chống lũ trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử. Đợt huấn luyện vừa qua lấy bối cảnh hồng thủy lũ lớn năm 1954 trên sông Dương Tử, bao gồm các hoạt động điều tiết hệ thống hồ chứa, vận hành đê điều, vận dụng các vùng phân tán nước lũ ở trung và hạ lưu. Mục đích của chương trình là phát huy đầy đủ vai trò điều tiết của nhóm hồ chứa ở thượng nguồn sông với đập Tam Hiệp, làm trọng tâm phối hợp với các công trình liên quan nhằm giảm thiểu tổn thất do nạn lụt. Hệ thống phòng chống lũ trên Trường Giang liên tục được gia cố kể từ sau đại hồng thủy, mang tính lịch sử vào năm 1998. Bên cạnh dự án Tam Hiệp được hoàn thiện và đưa vào sử dụng toàn diện tới năm 2006 trong mảng phương hướng sách được phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai ở Trường Giang trong thời kỳ mới. Thứ trưởng Bộ Chỉ huy Trung Quốc Nguyễn Xuân Phong cho biết, hiện các địa phương ở lưu vực sông này có hệ thống đê điều dài khoảng 34.000 km. Ở trung và hạ lưu sông có 42 vùng phân tán, cho phép hấp thụ dung tích nước lũ vượt mức vào khoảng 59 tỷ mét khối. Tuy nhiên, ông Nghị chỉ ra, bất chấp năng lực chống lũ đã nâng cao, khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Lượng xả nước an toàn của lòng sông ở trung và hạ lưu Trường Giang so với đỉnh lũ vẫn còn chênh lệch lớn. Đập Tam Hiệp có dung tích ngăn lũ lên đến 22,15 tỷ mét khối, nhưng nếu so với lượng nước lũ vượt mức ở trung và hạ lưu Trường Giang thì dung tích này chỉ là muối bỏ bể. Ông Ngụy cho biết, nếu gặp phải nạn lũ như năm 1954, hệ thống hiện nay của Trung Quốc sẽ còn phải xử lý một lượng nước lũ vào khoảng 34 cho đến 40 tỷ mét khối từ dòng chính sông ở trung và hạ lưu. Ngoài ra, khả năng chống lũ các hồ sông nhánh của Trường Giang không cao, ông Nguyễn Trung Sơn nêu. Đặc biệt đầu tư vào đê điều ít, phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn. Sau khi hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang vận hành, việc xả lũ xuống đã dẫn đến xói mòn về dài hạn ở trung và hạ lưu sông, gây sạt lở ở một số đoạn sông, tạo thành rủi ro cho an ninh đê điều và dòng nước. Tổng công trình sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Trọng Chí Dư nêu ra vấn đề chủ yếu tồn tại trong công tác ngăn lũ ở Trường Giang hiện nay, gồm thiếu hụt quy hoạch mới dẫn dắt xây dựng và quản lý tốt các vùng phân tán lũ, tình trạng sạt lở bờ sông ở giọng chính Trường Giang gia tăng và vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân ở các khu vực bờ sông. Ông Trọng Chí Dư phát biểu khi tham dự lưỡng hội kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc rằng, cùng với việc Tam Hiệp và loạt các hồ chứa để kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang lần lượt hình thành, tình hình chống lũ ở hạ nguồn sông có thay đổi sâu sắc. Ông cho rằng nhà chức trách cần phân tích một cách có hệ thống các điểm yếu kém trong lĩnh vực chống lũ ở Trường Giang, đưa ra xem xét lại các tiêu chuẩn về ngăn lũ ở lưu vực sông, tái tổ chức hệ thống chống lũ đột và thực hiện quy cách có tính triển trạm. Ông Trọng Thị Dư kiến nghị giới chức đẩy nhanh xây dựng và điều chỉnh các vùng phân tán lũ nhằm củng cố hoạt động ứng phó với tình trạng sạt lở sông, đồng thời cho ra đời cơ chế quản lý bảo vệ người dân đôi bờ. Ông Trình Hiểu Đào, cựu phó thủ nhiệm thường trực Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng Phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hạn hán lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định các tồn tại trong lĩnh vực chống lũ Trường Giang hiện nay không còn đơn thuần là giải pháp quản lý các vùng phân lũ mà cần điều chỉnh toàn bộ luật phòng chống lũ lụt của các nước này. Đạo luật được ban hành từ thập niên 1990 nhằm thích nghi với những điều kiện mới. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.